Xin chào anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Trồng Lan ở Mỹ Thì hôm trước Trang có quay một cái video là mang những cái em lan đi ra ngoài à, Còn lại một số em thì Trang vẫn để trong nhà Và bây giờ Trang sẽ quay những cái em lan nào Trang để trong nhà nha Thì đây là cái kệ 5 tầng Trang mua ở Amazon Và cái đèn led cũng mua ở Amazon luôn Thì đầu tiên Trang xin quay cái tầng này trước nha Tại vì cái tầng này vừa với tầm mắt Cho nên là Trang sẽ để những cái hoa mà đang nở ở tầng này Thì đây là những cái em hoa đang nở Cái này nè Trang mua ở Norman orchids à, Cái này thì Trang mua ở Trader Joe Cái em này cũng mua ở Trader Joe luôn Tại cái lá rất là đẹp và cái hoa rất là thơm à, Cái này Trang cũng mua Norman Orchids Cái cây Bellina Cái này cũng mua Norman Orchids Cây Sweet Memory à, Cái em này dễ thương này là Trang mua ở ở chợ này thì sen cái này bán đâu 9 đô à, đang tìm trên mạng thì nó có cái tên này nè à, sogo portraits à, thì bây giờ mình sẽ bỏ lên đây tạm thời nha à, cái này hôm bữa hôm bữa đi show này hôm bữa đi show đang mua cái này nhưng mà lúc mua là chưa có chưa có búp chỉ có cái chỉ có vài hoa chỉ có cái, cái spy thôi thì video sau trang sẽ quay cảnh cái cái cây này cụ thể như thế nào nha cây này thì trang mua ở Trader Show này lâu rồi cho nên nó hoa tàn còn lại một cái cành hoa màu vàng rất là dễ thương luôn và cây thì đang ra lá mới này cây đang ra lá mới này tiếp theo là Bellina cái này Bellina trang mua ở Classic for you đây Trang sẽ review sẽ có một cái uh, video review cái uh, vườn uh, Classic for You nha. À, uh, cái em này thì Trang mua ở trên mạng này. Đây, Canu đây. Cái này màu là màu vàng, cái này màu vàng nha. Um, tiếp theo là em này cũng mua ở Norman Orchids. Cái này là Yang 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 Blue Lily Panda cái này đang đang búp chưa có nở và đây là à, uh, Sunset cốc sơn cái này là lúc mua là chưa có hoa nhưng mà bây giờ nở hoa hết rồi đẹp lắm luôn á nhìn cái hoa này ôi màu màu vàng màu vàng xong rồi xung quanh là màu à màu cam và cái lưỡi màu hồng rất là dễ thương luôn rất là cưng luôn cái này nợ lâu tàn lắm nha mấy bây giờ nợ cả tuần rồi đó Um, các em hồ điệp màu này cũng tươi này cái này thơm lắm nha cái này thơm thơm cũng như là hồ điệp thơm á thơm lắm luôn um, màu cũng rất là cưng cái này đang mua ở Trader Joe cái này 699 99 đồng bây giờ đang ra lá mới này và em này đây em này đang ra hoa nhìn cưng lắm luôn ấy um, ôi cái này nhìn cưng chứ nè Cái này là mình trong mua cái cây này ở uh, Classic For You Đây thì uh, video tiếp theo đang sẽ review Cái uh, mua cái cây như thế nào nha Tại vì bây giờ nó ra với hoa rồi Rồi oh, đây là tầng Cái tầng này là trang điện những cái cây mà đang có về hoa và chuẩn bị nở Rất là dễ thương Còn đây là tầng này thì Bây uh, giờ trang lên tầng này nha Đứng này cao một xíu thì Trang sẽ để những cái cây mà Sidin tức là mình mua dạng Sidin mà mình à, đang còn nhỏ Thì cái cây ở đây thì chưa có hoa Các bạn nhớ là mình có review cái cái vườn của cái vườn à, Orchid by Horseman không? Đây cây này nè, trước mua là cái rễ nó, nó khô hết rồi Bây giờ, bây giờ thì đang ra lá mới nè thì có trang xảy ra một cái video nói về những cái cây update cho những cái cây mua ở vườn này rồi đây cây này cây này là cũng chưa có hoa nhưng mà cũng rất là dễ thương cây này là chị bạn cho mình nè cây này cây này thì mua ở Trader Joe cây này cũng là đây này Trang mua Violacia mua ở Classic for you những cái này thì trang chưa có lên video này khi nào trang rảnh rồi trang sợ lên cái video nha. À, cái này trong mua bữa, bữa Big Lip Orchid. Bữa hồi trước mua có một, có ba lá nhúc siêu à. Mà bây giờ lên được một lá này, hai lá, ba lá. Cái này phải uh, ờ Indigo. Cái này bữa mua nhỏ siêu lắm luôn á, nhỏ lắm luôn á. Xong rồi uh, trong cái chậu 1.7 in thôi. Mà lá nhúc siêu luôn á. Các bạn có thể uh, coi lại cái video cũ thì bây giờ lớn như này cưng lắm luôn này cái cây ba cái này là trong mua biết clip orchid um, cụ thể như thế nào trang sẽ nói trong cái video nói về ba cây này nha nhưng mà trang mới thay chậu này cưng chưa còn cây đem này thì mình chưa có thay chậu bởi vì là đang có nguồn hoa uh, đang có đang có búp này mình uh, mình sợ thay thay chậu thì um, thì cái búp nó sẽ bị héo cho nên là mình sẽ để nở hoa xong Để, để nở cái hoa này thôi, để nở cái hoa này ra Xem có giống như cái hình không rồi mình sẽ mới thay Tại vì có một vài cây á Đang ra spy Đang nhỏ thôi Cái mình Mình kiểu mà mình thích thay đó Mình ngứa tay mình thay đó Cho nên là sau khi thay thì cái spy á Nó không có phát triển nữa Cái nó ngưng luôn Thế là làm cái cây của mình mất hết cái mất hết cái cái hoa cho nên là mình mình rút kinh nghiệm là khi mà đang có búp thế này á mình sẽ không thay một là mình sẽ để cho nó nở ra đã hai là mình sẽ để cho nó nở ra thay hoa rồi khi đó mình mới thay thì khi đó cái, thứ nhất là cái cây nó không có bị bị đứng á. tự nhiên đang ra hoa mình mình, mình động tới bộ rễ là làm cho cây của mình nó bị đứng lại đây cây này lúc nãy bỏ lên rồi bây giờ mình bỏ xuống nha Cái này mình cũng mua ở Classic For You này Cái này mua là vì là uh, nhỏ siêu à, bây giờ ra rễ này Những cây này là Trang chưa có ra video làm nhưng mà tình quá cho nên là Trang sẽ ra từ từ nha Cái này hôm trước mua ở Big Clip mà bây giờ bây giờ lên lên được mấy lá mới này với là có rễ này còn cái cây này là Trang mua nó mình được trước mua bữa trước các bạn thấy là mua mới mua lúc mua là nó chưa có vài hoa bây giờ mới mấy tuần mà Trang về trong trồng cái nó ra được uh, hai cái rễ mới với là nó lên khi được cái uh, spy thì cưng lắm luôn á đây cái này cái này cái này trước mua ở um, mua ở uh, orchid Spy house cái rễ cũng chết hết rồi thế là mình thay vô bây giờ có được ra rễ mới kìa thì uh, video sau trang sẽ quay cụ thể hơn nha À, ở đây thì con bỏ thêm một cái cây uh, hoa già uh, poly cái này người ta gọi là hoa già pistel chờ uh, fish cái này Trang mua trời cho cái hoa rất đẹp luôn bây giờ thì đang lên lá mới nè lúc mua nó cũng tay tua vàng quách à nhưng mà bây giờ cũng đang lên lá mới rồi còn cái từng cái này thì trang sử dụng để làm rễ làm rễ cho hoa già thường nó hoa già Trang sẽ làm rễ trong uh, polite thì cái rễ nó sẽ nhanh ra hơn còn hai tầng dưới này hai tầng dưới này là trang sẽ để hoa già uh, này thì cái uh, chỗ này Trang ngồi đang nhìn cho đây rất là dễ thương tại vì trang thích rất là thích hoa già đặc biệt là cái lá uh, những cái cây hoa già thường á, thì trang để bên ngoài rồi còn những cái cây hoa già này thì trang mới làm rễ xong cho nên là trang vẫn để đây những cái cây hoa già này là calistory à đây calistophila cái hoa này mấy cái hoa này lá rất là đẹp cho nên mình rất là thích mấy cái lá bây giờ mấy cái lá này mấy cái lá cái lá này cưng chưa cây được trưng mua hai lá này bây giờ nó đang ra lá mới này cái lá mới này nó đang ra này rồi Cây này thì nó chưa có đụng đậy gì hết à, cái này là hoa già mary dti cái này là hoya calistolifia longleaf cái này này được trước mua nó hai lá nhưng mà nó bị héo nó rụng rồi um, nó mới ra được cái là mới dài ơi là dài đã chưa cái này thì um, trang cũng sẽ ra video nhưng mà cái video trang chưa có trang chưa có đăng cái này cái này khi nào trang sẽ quay cụ thể cho các bạn xem à, cây hoya Suishi nè cái này là hoa Takamus cái này là hoa già um, Dikai cái này là hoa già Garden SP Borneo cái này còn cái lá này nhỏ nhỏ cưng cưng này cái này là hoa già nè cái này là hoa già un ta un dạ hồi giờ un cái này thì nó rất là khó trồng luôn mà bây giờ nó có một cái rễ mới ra đây kìa. Cái này nó lên lâu lắm, cái loại này lên lâu mà công nhận cái loại này đáng chơi nha. Cái lá rất là đẹp luôn. Cái hoa cũng rất là đẹp luôn. Cái hoa cực kỳ đẹp luôn. Đây cái lá của nó này vừa cái lá của nó là vừa splash À, xong rồi nó có nếu mình nó nhiều ánh nắng á attract nhiều ánh nắng á thì nó sẽ chuyển sang màu đỏ như cái lá này đang màu xanh hai cái lá trên này nó, nó tiếp xúc với um, với đèn á cho nên nó chuyển sang màu đỏ chút siêu này rất là cưng luôn à, tóm lại trang thích cây này nhất rồi thì um, cái này là hoa già kim sinh hoa già kim sinh queen cái này hơi già Fiji cái này con trong mua trên mạng này trong mua trên mạng mà được mua về nó có hai lá ba lá siêu rồi nó mới ra thêm lá này và nó mới ra thêm cái nhóc này thêm hai lá này cần cực cái lá cũng gưng 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 nó nó nổi cưng lên rất là đẹp luôn tại vì mình chơi hoa già là mình chơi lá mình mình thích chơi lá hoa cũng thích mà lá cũng thích cái cây này thì bữa trước trong mua local uh, lúc mới chơi cái nó về mới về cái nó bị vàng nè cái mình mình thay mình thay vô uh, vô đồng, trong 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 pon này bây giờ nó ra rễ mới nè cưng chưa còn ở dưới này cũng là hoa già luôn um, đây cái hoa già này này được trước trong mua trong mua nó có một cái cái nhồng hoa một một cái một cái nhánh hoa lên cái trăng đưa qua đưa lại cái dập một phát rồi gậy luôn sau khi gậy thì nó sẽ thúi cái này luôn bởi cho nên là hoa già là cẩn thận là khi mà nó gậy cái đọt là nó sẽ hư luôn cái nút nó lại luôn cái này là hoa già Globulosa đây, đây cái lá cũng rất là đẹp này Ui, đông mèo lá rất là đẹp đây cái hoa hoa già đây cái hoa già này là mình đổi với chị bạn này những cây mình có mình đổi với chị bạn này già bachi bachi lada à, mình sẽ uh, có một cái video để những khi uh, những cái cây hoa già mình đổi nhau với chị một cái chị bạn trong kia thì mình vẫn để một cái cây hồ điệp cái lá này cưng lắm cho nên là mình mang vào đây mình để trong đây cho, cho đẹp luôn thỉnh thoảng ngồi xuống nhìn thì đó là những cái cây mà trang địa ở trong nhà và đặc biệt rất là thích những cái em này luôn và cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video của trang nha và trang xin nhân tạm dừng video tới đây à, sắp tới thì trang sẽ ra những cái video mà trang sẽ quay những cái cây này khi mà trang uh, mua về và khi thay chậu và đến bây giờ nó thay đổi như thế nào nha và hẹn gặp lại các bạn nếu các bạn thích thì like và đăng ký kênh giúp trang nha bye